Hưng Pha Lê xin được kính chào tất cả quý anh chị và các bạn. Ngày hôm nay Hưng Pha Lê xin phép được chia sẻ với quý anh chị và các bạn những loại ly thường được sử dụng trong một bàn tiệc rượu vang. Đây là những cái kiến thức mà Hưng Pha Lê đã học tập và sưu tầm trong quá trình kinh doanh các sản phẩm pha lê tiệc cũng như là các sản phẩm ly rượu vang. Thì với những kiến thức đúng thì mong anh chị có thể chia sẻ để lan tỏa đến nhiều người hơn. Còn nếu như Hưng nói sai hoặc chưa đúng thì mong quý anh chị và các bạn đóng góp ý kiến để Hưng có thể là cải thiện và thay đổi được bản thân mình nhiều hơn. Để quý anh chị không mất thời gian thì Hưng xin phép giới thiệu với các anh chị đầu tiên đó là cái sản phẩm ly nước. Trong một cái bàn tiệc thì thường chúng ta sẽ có một cái ly nước. Ly này thì có thể sử dụng đựng nước này, đựng nước hoa quả hoặc là để đựng bia chẳng hạn đó. Thì ngoài công dụng là để nước để chúng ta đỡ khát ra thì nó có một cái công dụng rất là hay. Thì đến phần cuối video thì Hưng sẽ chia sẻ hơn về kỹ về anh chị hơn. Và cái này thì nó khá là tinh tế luôn đó. Và để đi vào phần những cái loại ly để đựng rượu vang thì ở đây thì đầu tiên thì Hưng xin giới thiệu với quý anh chị là cái ly rượu champagne hoặc là sparkling. Chúng ta cũng có thể gọi đó là rượu vang nổ hoặc là vang sủi bọt. Rượu này thì thường sử dụng trong những cái tiệc vui hoặc là những cái tiệc chúc mừng. Với đặc điểm là gì? Rất là nhiều bọt và thường được sử dụng là khi đã được ướp lạnh. Với cái đặc điểm là gì? Với rượu rót ra khá là nhiều bọt thì người ta đã nghiên cứu ra là gì? Sẽ rót ra những cái ly hình ống như vậy thì để đảm bảo là bọt nó sẽ không bị tràn ra ngoài. Và thường khi rót thì chúng ta sẽ rót đến 1/3 cái ly này. Đó, sau đó khi đợi bọt nó bớt xuống một chút xíu thì chúng ta sẽ rót đến 1/2 ly. Đây là một cái điểm hoàn hảo để cho rượu champagne mà chúng ta có thể thưởng thức. Lý do là vì sao lại như vậy? Thứ nhất là khi mà rót ra xong rồi thì rượu nó vẫn tiếp tục quá trình tiếp xúc với không khí và bị oxy hóa. Vì vậy sẽ vẫn có những cái bọt lăn tăn để trào lên. Thứ hai là gì? Rượu đã được ướp lạnh và champagne sẽ rất là ngon khi được ướp lạnh và sử dụng. Vì vậy là cái ly nhỏ này nó sẽ giúp cho cái rượu nó sẽ không bị mất nhiệt và bị tản nhiệt đi. Và thứ ba là với một cái miệng nhỏ và khum như vậy thì chúng ta có thể ngửi chọn hương thơm của rượu champagne khi mà chúng ta thưởng thức. Đó. Và cái dung tích mà thường được sử dụng đó là từ 170ml cho đến 260ml. Đó. Và đây là Hưng đang giới thiệu với quý anh chị, đây là một mẫu Tulipa 170ml và đây là một mẫu Jane 200ml. Đó. Tiếp theo anh chị có thể thấy đây là ba cái sản phẩm nó có thể phù hợp cho ly rượu vang trắng. Dung tích cho một chiếc ly rượu vang trắng thông thường thì nó sẽ rơi vào khoảng từ 260 cho đến tầm khoảng 400ml. Đặc điểm của ly rượu vang trắng là gì? Là có bầu nhỏ và ngắn. Đó. Bầu nhỏ và ngắn. Rượu vang trắng thì nó mang cái vị ngọt là phần lớn. Đôi khi vẫn có một số chai có cái vị chát, nhưng mà thường rượu vang trắng sẽ là rượu là vang ngọt. Và cái hương thơm chủ yếu của nó sẽ là hương hoa quả, hương các loại hoa. Và để cho chúng ta có thể thưởng thức cái mùi hương của rượu vang tốt hơn thì phần lớn các rượu vang trắng là đều có cái ly rất là nhỏ và cái miệng rất là khum. Để đảm bảo là gì? Khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta có thể là ngửi chọn hương thơm trong cái ly này. Thứ hai là rượu vang trắng thường được sử dụng khi mà chúng ta đã ướp lạnh rồi thì cũng giống như champagne đó. Thì nhưng mà có một đặc điểm là gì? Rượu vang trắng thì nó không có nhiều bọt và nó không có bọt như champagne. Và thứ hai là gì? Từ rượu vang trắng trở lên ấy, thì chúng ta cần phải để cho rượu nó thở. Thở là gì? Đó là trong quá trình mà người ta lên men rượu vang ở trong những cái thùng gỗ sồi hoặc là ủ ở trong chai thì những cái thành phần hóa học trong đó thì nó sẽ bị gọi là phản ứng với nhau. Và cái thứ hai là gì? Khi mà rót ra trong môi trường tự nhiên này và gặp có oxy thì nó sẽ bị oxy hóa. Vì vậy khi mà oxy hóa, tức là CO kết hợp với cả khí oxy thì sẽ tạo ra CO2 và đẩy những cái bọt khí bay lên, thì nó cũng đẩy thêm những cái hương hoa trong những cái rượu vang đó và bay lên. Đó. Vì vậy tại sao mà rượu cần thở, phải thở là như vậy. Đó. Và cái ly nhỏ này nó cũng sẽ giúp cho việc là gì? Rượu nó sẽ không bị mất nhiệt trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng. Đó. Trong này thì có một cái ly nó khá là lưỡng tính, đó là những cái ly thường là có dung tích từ 400 đến 150. Như mẫu Hưng đang giới thiệu với quý vị và các bạn, đó là cái mẫu Tulipa 450.
Optic. Thì cái mẫu này nó có những cái đường khứa khứa khá là hay này. Thì đây là một mẫu có dung tích 450. Với cái dung tích này thì chúng ta có thể sử dụng được cho rượu vang trắng cũng như là rượu vang đỏ trong những cái trường hợp mà chúng ta chữa cháy. Rồi với cái ly dung tích từ 400 đến 450 thì nó khá là đa năng. Còn về rượu vang đỏ thì nó sẽ chia ra làm hai loại. Đầu tiên đó là một cái ly các bạn có thể thấy là bầu nó rất là lớn và thân ngắn, miệng khum lại đó. Ly này thì nó thuộc dòng Burgundy. Dòng này thì sẽ thường sử dụng đối với những loại rượu vang được làm từ các giống nho như là Pinot Noir thì phải. Và đặc điểm là gì? Bầu lớn, thân ngắn, miệng nhỏ. Đây quý vị và anh chị có thể nhìn thấy cái dáng của nó đây. Đây là một cái ly dung tích khoảng 590. Thường thì những ly pha dùng cho rượu vang đỏ ấy, cái dung tích của nó sẽ rơi vào khoảng từ 500 trở lên. Đôi khi sẽ có những cái ly dung tích nó lên đến tận 820 hoặc là đến 1 lít. Bên cạnh ly dòng Burgundy này thì đây là một cái ly dáng Bordeaux, tức là dáng truyền thống. Thường thì những cái ly Bordeaux thì dáng nó sẽ tựa như là một bông hoa hoặc là một cái nụ hoa nó đang vươn lên. Như chiếc này thì nó được sản xuất tựa theo mô hình là một cái bông hoa tulip. Đó, hai chiếc này. Thì đặc điểm của nó là gì? Bầu cũng lớn, chắc chắn là lớn hơn rượu vang trắng rồi, nhưng mà sẽ nhỏ hơn cái dòng Burgundy này. Và nó sẽ có một cái thân khá là cao. Trên này thì nó sẽ hơi bóp vào, và sau khi bóp xong thì nó sẽ loe ra một chút xíu, anh chị có thể nhìn thấy. Đó. Với cái dòng ly Bordeaux này thì thường nó sẽ là bóp vào một chút, sau đó là loe ra. Đặc điểm chung của dòng này như Hưng vừa mới chia sẻ đó là gì? Bầu ly rất lớn để đảm bảo là gì? Rượu có thể tiếp xúc với không khí nhiều nhất. Để mà thứ nhất là gì? Khi mà tiếp xúc với không khí nó sẽ oxy hóa và nó biến đổi những cái chất trong này. Và chúng ta có thể cảm nhận được khi mà rót một ly vang ra như thế này, chúng ta có thể cảm nhận được cái màu sắc cũng như là cái sự biến đổi của ly vang. Đấy là về phần mỹ quan. Thứ hai là gì? Tất cả những cái miệng ly nó đều khép lại là để khi mà cái hương của rượu bay lên thì chúng ta có thể là ngửi và cảm nhận. Đây là phần khứu giác, ngửi và cảm nhận. Đó. Chúng ta có thể nhìn thấy những cái sóng rượu tạo nên rất là đẹp. Đó. Và đi theo cái thành ly, sau khi lắc thì nó sẽ khuếch tán mùi hương lên và chúng ta sẽ cảm nhận được cái mùi hương ở đây. Đây là một chiếc ly của hãng Crystalline, dòng Anka với dung tích 500ml. Và cuối cùng là cái ly nước này. Tại sao lại cái ly nước này quan trọng? Thông thường chúng ta khi mà sử dụng rượu vang tại gia hoặc là trong những dịp đi ăn bình thường ấy thì chúng ta sẽ sử dụng một chai vang thôi. Đó. Thì cái ly nước này chỉ có tác dụng đó là gì? Chúng ta uống nước bình thường để bổ sung nước cho cơ thể. Nhưng mà khi trong một cái bàn tiệc quan trọng mà sử dụng nhiều chai vang, đó, có thể chúng ta sử dụng vang trắng, vang đỏ hoặc là có thể sử dụng nhiều chai vang đỏ khác nhau, thì cái ly nước này có tác dụng là gì? Đó là nó sẽ có tác dụng tráng và làm sạch vòng miệng của chúng ta, để chúng ta đổ khi mà chúng ta dùng hết một loại rượu vang và đổ sang loại rượu vang khác, thì nó sẽ đẩy sạch thức ăn cũng như là những cái dư vị của những cái rượu vang trước mà chúng ta đã sử dụng, để cho miệng chúng ta cảm giác sạch hơn và chúng ta có thể sử dụng một loại rượu vang mới. Thì như vậy thì ta mới cảm nhận được gần như là trọn vẹn toàn bộ cái hương vị của một cái chai rượu rang vang mới. Đây là những cái chia sẻ của Hưng về những cái loại ly rượu vang. Hưng cũng sẽ ra một cái video tiếp theo để phân tích là với những từng kiểu dáng của ly rượu vang này thì chúng ta nên dùng với chai rượu vang nào, với giống nho nào để phù hợp. Thì cũng rất mong là các anh chị em sẽ đón chờ Hưng ở một cái video tiếp theo. Hưng cũng xin phép được mời các anh chị em thưởng thức một ly vang. Xin mời. Xin chúc các anh chị có một buổi tối vui vẻ và có thêm nhiều cái kiến thức để mà chia sẻ cùng Hưng cũng như với mọi người trên trang Thế Giới Pha Lê. Xin cảm ơn các anh chị rất là nhiều.